Dạ em chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ngố Nghệ nha. Hôm nay thì vào ngày thứ tư của ngày 28 tháng 8, coi như là trọn có được 4 hôm chứ, tại nay là có ngày 31 nữa, trọn 4 hôm nữa là Quốc Khánh, đó là ngày lễ 2 tháng 9 bà con mình ha. Thì anh chị các bạn cô chú nào quan tâm những cái mẫu xe thì trong cái dịp lễ này em cũng được biết là bà con nghỉ công ty rồi này kia cũng rất là nhiều, thì bà con có sắp xếp thời gian về quê hay là có nhu cầu đi du lịch đi xa mà cần phương tiện đi lại thì cứ có thể là theo dõi những cái video trên kênh của em về những cái mẫu xe cũ rồi mình lựa chọn bà con ha. Thôi không dài dòng nữa, giờ mình ra mình quay cái bảng hiệu ở bên cửa hàng đi. Hôm nay anh em mình quay về bên cửa hàng xe máy Đức Tiền bà con ha. 87 anh chị bạn ha, 87 Sạc Nam, khu phố 4, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bà con nha. Anh chị nào mà quan tâm thì mình cứ đến tại địa chỉ này để mình xem xe trực tiếp cho nó vừa ý của mình anh chị bạn. Còn bây giờ anh em mình sẽ vào bên trong để gặp chị Hiền, đó là chị chủ cửa hàng, để chị cùng báo giá với anh em mình nha. Rồi em chào chị chủ nha. Ok chị chào em. Dạ đây, để nhờ chị ra mình tư vấn sơ, giới thiệu sơ lại về cái hướng đường đi rồi tí xíu địa chỉ với cách thức mua bán lại cái đi, rồi chị em mình sẽ bắt đầu cập nhật từng cái mẫu xe cho anh chị các bạn nha. Rồi, hello chào hai em nhé. Dạ. Và xin kính chào tất cả quý cô chú chị và các bạn lại trở lại với cửa hàng xe máy Đức Tiền trong buổi live ngày hôm nay. Thì hiện lại lên sóng những dòng xe cũ đã qua sử dụng, và từ dòng xe nhỏ đến dòng xe lớn nhá. Dạ. 50 và Tay Côn, Tay Ga và SH rất là nhiều. Và hôm nay thì đặc biệt cho anh chị em mình cũng chuẩn bị tới lễ rồi. Dạ. Và mùng 2 tháng 9 thì Quốc Khánh thì em Hiền cũng tri ân với anh chị em mình tiếp tục giảm giá trực tiếp ở trên live. Ừ. Và em Hiền bao ship hết khu vực tới miền Tây luôn nhá. Khu vực miền Nam gần đây mình bao ship hết và tặng nhớt, tặng nón, tặng quà cho anh chị em mình. Đấy, mong anh chị em mình thiện chí mua món nào nhớ vào like chia sẻ mạnh, ủng hộ cho xe máy Đức Tiền trong buổi live hôm nay nhé. Và xin cảm ơn rất nhiều, chúc toàn thể anh chị em mình luôn luôn bình an, luôn luôn hạnh phúc và mọi sự được may mắn trong cuộc sống, và đồng hành cùng anh chị em tiếp tục vào tại xe máy Đức Tiền nằm ngay 87 Sạc Năm, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương. Và góp xác thì anh chị em mình chỉ cần căn cước công dân thôi, giá xe từ 8 triệu đổ lên là mình có thể làm góp được nhá, yêu cầu là không nợ xấu và góp vào ngân hàng. Rồi, mọi thắc mắc anh chị em cứ liên hệ về hai số của xe máy Tiền, thì cửa hàng cũng luôn luôn cập nhật ở góc màn hình đó cho anh chị em mình là 0396 140 836 và 0336 096, là hai số Zalo chính của cửa hàng xe máy Tiền luôn. Yeah. Cô chú mình cứ yêu thương Zalo trực tiếp thì Hiền trả lời chi tiết nhanh chóng gọn nhẹ hơn nhá. Yeah. Và cùng em bắt tay chi tiết vào từng con một trong live ngày hôm nay. Rồi, ok chị nha. Mời bà con chị mình lên phía đầu cửa hàng luôn. Là sẽ có một cái chiếc rim mang biển số Gia Lai 81. Cái này rim Trung Quốc hả chị? Rồi, con này là rim Trung Quốc em. Yeah. Nhưng mà tất cả là xe đây, nhà chị là mua về là chị con nào không có đề chị đã làm đề hết cho mình rồi. Yeah. Có đề đàng hoàng, máy móc êm, mọi chức năng đầy đủ không thiếu nhá. Yeah. Giá là 4.3 triệu. Đấy, 4.3 triệu thôi là gem cứng mà máy êm cái nhà nhá. Yeah. Rồi, mà con này thì anh chị nào ưng thì liên hệ ngay với cửa hàng này. Rất nhiều mẫu xe giá tầm 4 năm cũ hôm nay rất là nhiều luôn. Rồi, con này 4.3 triệu ha. Đúng rồi. Và con trong cũng để cho anh chị em mình là 4.5 triệu nhá. Dạ, con này là 4.5 triệu đúng rồi. Máy móc nói chung là êm, đàn chân còn cứng cáp và đều đẹp. Rồi. Đấy, em ru đù, máy rất là êm luôn. Con này thì 4.5 triệu. Mà mã số là Đồng Tháp anh chị bạn, 66B1 nha, 01118 nha. Còn Novo 4 thì ở đây Novo 4 này cũng 5 triệu đồng thôi này. 5 triệu. Đó, 5 triệu đồng thôi nha, là có Novo 4. Yeah. Dòng nào cửa hàng em cũng bảo hành về phần máy, khách hàng chỉ cần coi mẫu mã và giá cả cửa hàng cập nhật mỗi ngày ở trực tiếp ở trên live cho mình rồi, nên là khách hàng cứ ngắm nghía mẫu mã và biển số nào ưng thì ủng hộ cho cửa hàng. Yeah. Ưng mẫu nào thì mình nhớ là cọc cửa hàng mới ship về cho mình nhá, lưu ý. Yeah. Là có cọc em mình mới đi nhá. Yeah. Rồi, giá 5 triệu đồng, biển số 54Z37254 đang phục vụ anh chị em mình mẫu 4 rồi nhá. Yeah. Và muốn đẹp hơn nữa, muốn đẹp hơn thì qua con này đã. Nó mắc hơn vài trăm ngàn xe nó phải khác rồi. Yeah. Anh chị em mình cứ thiện chí mẫu nào thì báo em, và con này thì xe rin toàn tập nhá. Yeah. Xe rin máy móc êm ru. Rồi. Và giá tại cửa hàng em là để hôm nay cho anh chị em mình 5.7 triệu thôi. 5.700.000 5 triệu 7 đi nhá. Biển số là 83B347848 mà giá này cửa hàng em không mất cả nhà nhá. Gần đây mình bao ship cho anh chị em luôn. Đó, mặc dù ít tiền nhưng mà gần đây cửa hàng vẫn bao ship luôn. Kế bên thì có một cái chiếc quay Trung Quốc thôi anh chị, nhưng mà cái form dáng nó giống quay A100 vậy đó. Nó là rất là sang nhau. Cứng cáp, xe cứng cáp, bánh mâm, thắng đĩa, đề đóm, xi nhan, mọi chức năng cũng không thiếu cả nhà nhá. Biển thành phố, giấy tờ đầy đủ. Giá hôm nay cửa hàng cũng chỉ để cho anh chị em 4.5 triệu trên live thôi. Rồi. 4.5 triệu cả nhà nhá. Đó, okay, mình thích mẫu nào thì chụp lại mẫu xe giùm em. Em Hiền tư vấn cụ thể cho anh chị em mình, ưng là cọc cửa hàng em ship về tất cả 36 tỉnh thành cửa hàng em ship luôn. Rồi, 4.5 triệu. Qua đây một chiếc gì đây chị? Con này là A Còng nhá. Yeah. Đấy, mẫu là mẫu A Còng chim, mẫu hồi xưa bây giờ đó anh chị em nhá. Ở hàng này thì đồng cuối đá rồi. Biển số là 40 61 N18431. Máy móc zin và êm cả nhà nhá. Yeah. Xe liền lạc rất là đều luôn. Là giá chỉ có 6 triệu đồng thôi. 6 triệu. Đó, 6 triệu đồng cả nhà nhá. Tay ga Honda bà con anh chị mình nha, 6 triệu. Bên đây mình có chiếc Mio Classico nhưng được lên cái bánh là bánh câm và là bánh lớn rồi. Mang biển số Đồng Nai 60 nha, 14166. Đó. Mới đây thì dòng xe tay ga, nói chung rất nhiều tay ga giá rẻ này.
từ 4-5 triệu đô lên rất nhiều cả nhà nhá. Yeah. Luxury cổ hãng của Yamaha này, màu xanh, 6 triệu rưỡi thôi nhá. Yeah, 6 triệu rưỡi máy móc em, đề đóm xi nhan đầy đủ, biển số là 60B5-14166. Dạ rồi, ok bà con nha. Mình qua đây là một chiếc Mio Classico tiếp theo. Con này thì phơm nguyên bản hết. Và con này biển số là 61C1-39632 nha bà con nha. Con này thì xe đồ đặc din là giá này là 8 triệu rưỡi cả nhà nha. Dạ 8 triệu rưỡi. Bánh mâm thăng đĩa và xe còn đẹp nên là cứng cáp. 8 triệu rưỡi con Classico này. Đó, anh chị em muốn rẻ lấy màu xanh là 6 triệu rưỡi. Yeah. Và kế bên đây là cũng là màu này là màu dòng xe màu vàng vàng chanh cả nhà nha. Yeah. Đó, cũng là xe rin, tem bọng còn nguyên teo xe. Biển số con này là 83C1-09050 và giá hôm nay là 7 triệu đồng cả nhà nha. 7 triệu. Không bớt cả nhà nha. Rồi, ok chị. Qua đây là một cái chiếc quay rợt ít. Đây là một cặp luôn, nhưng mà con đầu tiên á, bà con thấy là nó là phiên bản bánh mâm màu đen. Biển đồng này 60 nha. Rồi, con này thì còn 8 triệu rưỡi đi em. 8 rưỡi. Tất cả các xe cửa hàng em đều giảm từ 500 đến 300, 200 tùy từng con cả nhà nha. Yeah. Và giảm trực tiếp ở trên line rất là nhiều rồi. Rồi. Và con này thì cũng là máy móc zin hết trơn luôn. Khách hàng muốn mẫu RSX này mà bánh mâm màu đen thì lấy con này nha. Biển số 60 giá là 8 triệu rưỡi này. Rồi, 8 triệu. Còn con này là biển số Bình Dương. Đó, con này biển số Bình Dương mà mẫu này là cũng là RSX màu xanh, bánh căm, giá là 7 triệu 7 nha. Con này thì là bánh căm và là thắng đĩa đúng không bà con nha. Đúng rồi. Rồi. Giá 7 triệu 700.000 đồng. Bà đều con là máy đi hết. Mua đi làm á, lựa chọn mấy con như thế này nè, bền bỉ ngon lành, xăng cộ thì nó cũng tiết kiệm ha. Đây là một chiếc Saab 125 biển số thành phố 56. Con này thì máy móc zin cả nhà nhá. Yeah. Tổng thể xe còn rất là đẹp luôn. Đó, kiếng bọc còn cả cặp trên xe. Yeah. Xe cứng cáp, dàn áo sạch sẽ, dàn chân đẹp luôn mà giá con này là 7 triệu 8 nhá. 7 triệu 8. 7 triệu 8 cho con SH Saab Đài Loan. Camera quay là bảng số cho bà con anh chị mình theo dõi luôn nha. Anh chị nào mà quan tâm cái mẫu nào thì cứ chụp màn hình lại gửi về cho cửa hàng. Cửa hàng sẽ hỗ trợ anh em mình quay rõ ràng và chi tiết nhất có thể anh chị nha. Mình xuống đây là một cái chiếc V310 của Suzuki này chị. Đúng rồi. Cái này nói chung là xe đồ đạc cũng còn zin theo xe cả nhà nhá. Yeah. Đấy, sơn bằng còn zin theo xe này. Anh chị nào muốn về dọn keo kiểu mình dọn đẹp thì mình lấy con này, còn muốn để về đi kéo hàng kéo đồ rất là ok được cả nhà nhá. Yeah. 6 triệu 3 thôi. 6 triệu 3 thôi bà con ha. 6 3. Xe Nhật, xe Suzuki đàng hoàng. Còn bên đây là một cái chiếc Sirius phiên bản là bánh mâm RC, mâm đĩa. Biển số là Bình Phước 93-07460. Con này máy zin cả nhà nhá. Rất là máy zin luôn. Dàn bánh mâm thắng đĩa mà tổng thể xe còn đều đẹp từ áo đến dàn chân cho mình luôn. Yeah. Giá chỉ để cho anh chị em mình 8 triệu 9 rồi cả nhà nhá. 8 triệu 9. Đúng rồi, 8 triệu 9 là có Sirius bình xăng con mình chạy. Còn khách hàng muốn FI nữa thì tiếp tục đồng hành cùng cửa hàng. Lát nữa vào phía bên trong dùm em nhá. Dạ rồi. Lát nữa bên trong dùm em. Rồi. Rồi. Mình qua đây là sẽ có một cái chiếc quay pha quay nhỏ chị, nhưng mà được lên cái bộ thắng đĩa phía trước rồi. Con này mang biển số là 16H6-7466. Đây là biển số Hải Phòng nha. Và có lên thắng đĩa giống ZX vậy đó anh em nha. Rồi con này là còn đồ của nó là đồ zin cả nhà nhá. Lên mối đằng trước thôi. Yeah. Máy êm ru ru ru, máy rất êm luôn. Yeah. Đó, theo năm tháng của nó thì nó có độ xấu của nó. Nói chung là đồ zin. Và giá hôm nay để anh chị em 8 triệu rưỡi thôi nha. 8 triệu 500. 8 triệu rưỡi. Đó, miền gần đây là miền ship về tới nhà cho mình luôn. Yeah. Đó, tất cả giá gần đây là miền bao ship nha. Và đặc biệt anh chị em mình trong từ nay đến hết tháng mà qua mùng 2/9 em hiện tặng nhớt tặng nón phục vụ anh chị em mình, những giá cửa hàng đưa lên sóng cho anh chị em mình nha. Đây là chiếc Hayate FI đúng không chị? Hayate FI 8 triệu 8. Hayate SS bà con nha, biển số 66-11-14871. Còn Hayate này mình để bao nhiêu đây? Hayate FI này là biển 66 là giá cũng để anh chị em mình là 5 triệu 2 nhá. 5 triệu 2 FI. Rồi. Đó, anh chị em thích con đấy thì ủng hộ với em. Còn con bình xăng con thì giá chỉ có 5 triệu đồng thôi. Dạ. Đều là máy móc êm, mọi chức năng đầy đủ cả nhà nhá. Con mà bình xăng cơ á, thì bà con thấy nó là biển số là 72E105725. Áo sóng tem là còn riêng theo xe hết á. Còn đây là một cái chiếc SCR chị ha. Đúng rồi, SCR đây. Dạ. Nói chung là giá 5 triệu 4 nhá. 5 triệu 4 thôi. 5 triệu 4 anh chị em, từ nãy giờ cập nhật toàn xe có mấy triệu không mà. Dạ. Nếu anh chị em nào kiếm xe rẻ rẻ tiền thì vào ngay xe máy tiền Tân Định Bến Cát Tỉnh Dương nhá. Rất nhiều luôn, từ nãy giờ cập nhật quá trời mẫu rồi. Khách hàng ưu mẫu nào thì chụp lại mẫu xe kết bạn Zalo giùm em đi, em hiền tư vấn cụ thể cho. Đây là bảng số 52 nha anh chị ha. Đúng biển rồi. Số phổ luôn. Còn đây là một chiếc Monster Mini nè. Mô tô nhỏ cả nhà nhá, 110. Đồ đặc zin theo xe, màu cam đỏ đen kết hợp ba màu, nhìn sang nhỏ nhỏ gọn xinh xắn, giá 9 triệu rưỡi nha. 9 triệu rưỡi thôi anh chị. Đúng nha. 9.500. Rồi biển Tiền Giang 63B9. Còn bây giờ mình đến với hai cái chiếc Win. Cái chiếc đầu tiên nó là hàng đương danh nhưng nó là xe đời mới luôn. Biển Kiên Giang 68. Mẫu 130 cả nhà nhá. Xe 2022 á, mới tinh luôn. Đó, chất xe là đều đẹp sáng từ con ốc sáng đi, giá là 9 triệu 8 nhá. 9 triệu 8. Mẫu đèn vuông 130 phân khối. Dạ rồi, biển 68T1 nha. 68746. Còn bên đây là một chiếc Win của Honda.
Pin này đúng hàng Honda luôn nha. Không, con này là xe liên doanh nha. Ủa liên doanh luôn hả chị? Xe liên doanh mà nó lên đồ Honda thôi nhá. À, cái này là nói chung là xe liên doanh mà lên đồ Honda cho mình. Lên đồ 110 100 rất nhiều cả nhà nha. Ủa. Đó, máy móc êm ru. Vậy là thay lốc luôn rồi. Giá con này là 6 triệu rưỡi nha. Rồi, 6 triệu 500. 6 triệu rưỡi thôi cả nhà. Giờ nhìn con này như Honda vậy đó anh em. Như Honda nghe. Đúng thật nhìn đâu hôm qua dạ. Quay thì lướt lên like lên cái anh hỏi hơn Winindo hả? Bà không. Vậy cái này là phải thay lốc rồi thay nắp cá rồi hết rồi anh em nha. Đúng. Nên là bây giờ nó xe này nó đạp chứ nó không còn đề nữa. Biển số 18 ha. Đúng rồi. Rồi, bên đây là một chiếc Sachi đi chị. Con này là Sachi 2019 mà giá có 18 năm các bác chê cái kiểu gì chả biết đây nè. Dạ. Đó, giá rất ok mà. Con này thì em để 2019 mà máy móc zin luôn nhá, xe đẹp dạ. Đâu có xấu đâu. Giá hôm nay để đúng giá là 18 triệu 500 đồng thôi. Rồi. Đó, anh chị thích dòng xe côn, Sarakia. Mẫu này thì cửa hàng có một con duy nhất thôi nhá. Dạ rồi. Mang biển số 94K21389. Dạ. Rồi, chờ chuẩn bị mưa nữa rồi. Đây mình sẽ có một cái chiếc Honda Master nha. Các bác, các chú lớn tuổi là sẽ rất là khoái, rất là thích cái mẫu này. Biển 86 Bình Thuận ha, dán mô tô ngầu đẹp. Bao nhiêu đây chị? Đồ đạc còn zin hết cho xe luôn á. Dạ. Xe còn rất đều và đẹp sạch sẽ luôn. Ừ. Rồi anh chị thích con này là giá 18 triệu đồng nha. 18 triệu bà con 18 nha. 18 triệu đồng thôi. Dạ 18. Đó. Con này thì đồ đạc zin hết cho xe. Dạ. Bên trong thì mẫu này là mẫu dòng xe của Vibeo. Vibeo. Vibeo thì nói chung là cũng là đồ zin nhá. Dạ. Tất cả đồ đạc zin theo xe luôn. Giá 17 triệu 700 ngàn đồng. 17 triệu 7. Là con Vibeo này giùm em. Dạ. Đó, khách hàng thấy hai con này rất là hoành tráng, phân phối 125. Dạ. Tất cả được bảo hành về phần máy móc, mọi chức năng đầy đủ, giấy tờ cũng đầy đủ nha, bảo hành an ninh cho mình luôn. Bản số này chị 68 Kiên Giang nha. Còn đây nè, biển 86 Bình Thuận. Để em sẽ quay bản số cũng như là phía sau con xe là hết cho bà con anh chị anh em mình theo dõi sơ qua. Anh chị các bạn cô chú nào quan tâm mẫu nào cứ chụp màn hình lại gửi về cho cửa hàng bà con mình ha. Để chị chủ có thể hỗ trợ anh em mình tư vấn một cách rõ ràng và chi tiết nhất. Còn bây giờ mình xuống đây đến với một cái chiếc quay. Quay này là quay Trung Quốc luôn đúng không chị? Quay Trung Quốc em ạ. Dạ, nhưng mà đẹp ghê, dạ đẹp lắm. Quay Trung Quốc nhá, nhưng mà xe dọn lại rất là đẹp, cứng cáp, máy em ru đù đù à. Dạ. Mọi chức năng đầy đủ, như con này không phải là xe 100 mà xe 50 nhá. Dạ. Rồi, xe 50, con này mang biển số là 62S10068, giá là 5,4 triệu. 5 triệu. Xe 50. Rồi. Rồi, ok nha. Bên đây là một cái chiếc quay S nha các bạn, quay S 100. Này là hàng của Honda luôn. Con này đang mang biển số là 93T93650. Rồi đúng rồi, con này là xe zin hết cả nhà nha. Dạ. Con này zin từ trong từ máy móc dàn áo đồ đạc còn zin hết theo xe luôn. Dạ. Mang biển số 93, giá là 8 triệu rưỡi trong ngày hôm nay. 8 triệu 500 ngàn bà con nha. Rồi 8 triệu 5. Mình qua đây mình sẽ đến với một chiếc Attila nha. Con này biển số là 86W70971. Rồi, con này là giá để cho anh chị em này là 5 triệu 9 nha. Dạ. 5 triệu 900 là Attila FI. Máy móc zin, đồ đạc theo xe. Rồi, 5 triệu 900 đồng thôi. 5 triệu 9 bà con. Hả? Cái bi luôn chị ha? Ờ, FI á. Dạ FI rồi. Đồ zin hết nha. Mẫu này á là chị em nào mà cần tay ga mà gọi là nó đẹp nè, mẫu mã đẹp cũng như là cốp rộng rãi mà giá hợp lý á thì cứ lựa chọn mẫu này. Đúng mẫu rồi. Này nó cũng có một thời gian rất rất hot luôn bà con ha. Đấy. Rồi. Xe gần chân đẹp lắm, chỉ có dàn áo cho 5 tháng thì nó có độ chảy của dàn áo thôi. Tại màu dạ. Trắng mà nó dễ phát hiện ra. Rồi. Còn xe cứng cáp, máy đi hết cả nhà nha. Dạ. 5 triệu 900 ngàn đồng thôi. Jupiter này là đời nào đấy chị? Nói chung là con này thì nó dòng xe nó từ 2000 mấy giờ đây. Dạ. Nó xong con này thì biển số là 22 nhá. 22 mà máy móc là zin, dàn áo cũng zin theo xe luôn. Dạ. Đó, giá con này chỉ có 8 triệu đồng thôi. Cô chú nào muốn đi cày, đi bừa, đi cấu hàng thì lấy dòng này chạy rất là ok cả nhà nha. Dạ. Rồi, xe cứng cáp, máy móc êm, zin. Mình qua cái bơm mình sẽ có một cái chiếc xe, nó là xe máy điện luôn mọi người nha, biển số 41. Con này dành cho các em học sinh ha, là tuyệt vời. Con này giá mình để sao đây? Đúng rồi, 50 cái hàng xe máy tiền nhiều lắm cả nhà nha. Dạ. Thậm chí máy điện là có luôn. Con này máy móc zin và xe tổng thể chị em nhìn thấy trên live còn rất là đẹp nha. Ở ngoài sao ở trong y chang là vậy thôi. Rồi. Con này giấy tờ đầy đủ, có giá sạc điện sạc nước là đầy đủ cho anh chị em mình mà giá chỉ có 10 triệu 600 đồng thôi nha. 10 triệu 600 ngàn. Đúng rồi, là rồi. Con máy điện cho mình chạy xe rất là ok, máy lướt. Dạ. Rồi, mình qua cái bên là một cái dòng xe máy, nó là dòng Kimco Candy xe 50 mà nó cũng là xe tay ga luôn. Rồi giá con này mang biển số là 50 nhá. 0207. Máy móc đồ đặc zin xe, xe của hãng Kimco. Từ dàn áo đến dàn chân còn đều cứng cáp đẹp mà giá chỉ có 7 triệu 9 nhá. 7 triệu 900 đồng một con xe tay ga nhỏ yeah. Nhỏ xinh xinh thôi. Rồi, một okay, con thì nhất nữa nhá. Anh chị ưng mẫu đấy thì chụp lại mẫu xe cho em mà tất cả yeah. 50 cửa hàng xe máy tiền rất là nhiều luôn. Rồi. Đó, đặc biệt hai con kế bên này cũng là dòng xe của Sirius này. Sirius này là mẫu xe biển số 93
Đó, anh chị em thấy chiếc xe là còn đẹp, đều tiền nào của đấy cả nhà nhá. Mang biển số là 93C01593, giá là 8.800.000 đồng. Dòng xe là 10 ha, được 47 sạch sẽ đẹp cho bà con hết trơn rồi này. Mua về cái học sinh là sẽ chịu liền thôi, tại màu mã nó còn sạch sẽ đẹp lắm. Rồi. Còn bên đây chị. Hai con này là rất đẹp nhá. Anh chị là muốn đẹp hơn nữa và ngon hơn thì lấy con này. Con này xe mới tinh nhá. Con này tới đời 2023 đây nè, xe mới lắm, xe đẹp. Đồ đặc in theo xe, giá là 10.800.000 đồng. 10.800. Đúng rồi, biển số của nó là 68 nhá, 04056, dòng Sirius 50. Dạ. Rồi, ok anh chị bạn nha. Mình đến với một cái chiếc quay Blade, biển số là 83B382652 nha anh chị. Con này là phiên bản bánh đùm ha. Đúng rồi, con này thì xe đồ đặc in hết cho xe nhá, 2018, xe rin. Đó, anh chị em theo chất xe còn rất là đẹp, màu đỏ đen. Đấy, cái giá con này hôm nay cửa hàng xe máy tiền cũng chỉ để cho anh chị em mình giá là 10.800.000 đồng. 10.800. Gần đây em hiện vẫn là bao ship hết cho anh chị em mình luôn nhá. Dạ. À, trong tuần nay hết mùng 2 tháng 9 em hiện tặng nước, tặng nón và ưu tiên cho anh chị em ship hết ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh này, thành phố này nhá. Miền Tây đi. Đó, cửa hàng cũng bao ship cho mình luôn. Ok. Rồi, kế bên đây cũng vậy nè. Quay vậy ha. Giá này thì em hiện vẫn để cái giá cũ cho mình là 11.8 nhá. 11.8, mà xe này dòng xe của Oenfa lên rất ít cho mình. Mang biển số là 20H57195. Giá 11.800.000 đồng. Cái hàng bảo hành về máy êm, mọi chức năng đầy đủ đi nhá. Rồi. Ok mọi người. Còn con này VS này tạm thời có cọc thì để gác qua một bên. Đó, anh chị đang ưng mẫu nào có cọc vào cửa hàng giữ xe lại cho mình nhá. Muốn lấy liền cũng được, muốn để 5 3 ngày 10 ngày cửa hàng chờ luôn. Giống như anh này đã cọc là mình giữ lại cho mình. Chừng nào anh chị em hủy cọc cửa hàng với chăm bán, còn mình đã cọc rồi cứ yên tâm, không sợ mất cọc, không sợ mất xe nhá. Đây, chiếc quay ZX nè, em quay là bằng số phía sau hết cho bà con anh em mình coi nha. Anh chị các bạn quan tâm thì cứ gọi về cho cửa hàng. Đây, biển chiếc máy điện thì mình dòng sao cái nó bị dính cho đó rồi. Đây, chiếc Jupiter Attila FI rồi quay S 100. Rồi chiếc này là xe quay Trung Quốc anh chị ha, Bù Đam. Giờ tiếp tục mình đến đây, mình đến với chiếc quay Infa 100 nữa nè chị. 50 nha. Xe 50, xe 50 chị nha. Ơi, đây là màu đỏ 50, xe đầy mới bây giờ nha, mẫu 2020-21 này đây nè. Bị số An Giang ha. Xe đẹp lắm cả nhà ơi. Máy móc êm, zin, xe cứng cáp, giá 9.800.000 đồng một con xe 50 này nha. Dạ. Đó, nhà em thì đầy đủ mẫu mã luôn. Từ nãy giờ rất nhiều màu 50 này và hàng này thì ưu tiên cho 50 nữa nha. Dạ. Từ xe cổ đến là xe đầy mới luôn. Dạ. Rồi, kế bên đây là Vespa 50 nè. Đây, xe mới tinh luôn cả nhà nhá. À, con này là mẫu rất là mới 2021, màu đỏ, biển số 69 Cà Mau, giá là 13.400.000 đồng. 13.400 bà con ha. Vespa 50. À, còn bên trong là màu đen là tới 2022 luôn, mà con này là rẻ hơn nữa nè. Quan trọng nhất là cái chất xe được cả nhà nhá. À, con này đời cao hơn mà biển số 73 mà giá chỉ có 12.8. 12.8. Đấy, cô chú nào muốn rẻ thì lấy con màu đen giùm em nhá. Dạ rồi, ok anh chị nha. Qua đây là một cái chiếc cúp ha, hàng liên danh đời mới cũng rất đẹp, biển số Quảng Ngãi 76. Mà nó lại dòng phiên bản bánh mâm luôn nha anh em nha. Con này bánh mâm luôn mà giá rẻ này có 10.800.000 đồng, 2023 cho mình chạy luôn. Dạ. Đó, tất cả đồ đặc in hết trong xe cả nhà nha. Dạ rồi. Mình thấy màu này rất là sang và đẹp luôn, mà cứng cáp và giá con này em thấy ok quá trời luôn nè. Dạ. 10.800 thôi. 10.800. Còn bên đây chạy chiếc này. Con này là mẫu xe mới nhá. Con này là mới chưa có ra biển cho mình luôn. Dạ. Con này thì nói chung là anh chị nào mua thì cửa hàng xuất hóa đơn ra biển cho mình. Dạ. Giá là 16 triệu đồng. 16 triệu. Đúng rồi, 16 triệu đồng nha. Rồi, ok mọi người nha, 16 triệu. Còn bên đây là một cái dòng cúp 50 tiếp theo anh chị nha, biển số 68KA05542. Con này là màu hồng ha. Con này màu hồng, con này quá đẹp rồi. Con này thì rất là phù hợp với nhiều anh chị em mình, mà cái mẫu này cũng phù hợp với cho nam nữ đi được hết nha. Mẫu nhìn rất là sang luôn. Dạ. Giá con này cửa hàng em để cho mình là 12.800.000 đồng. 12.800. Mẫu 2023 có chứng minh của chủ xe đầy đủ nha. Rồi. Xe mới lăn bánh có 2.000 cây số thôi. Ok chị, 12.800. Bên đây là một cái dòng Charlie ha, Charlie liên danh đời mới anh chị, biển số Tây Ninh 70. Con này cũng đẹp lắm nha. Rổ khiến là có đầy đủ hết cho anh chị các bạn mình luôn. Giá như là chị. Đúng rồi, con này hôm nay để mình là 10.400.000 đồng nha. 10.400. 10.400.000 đồng mẫu 2022, hàng của Daytech. Rồi. Bên đây là một cái chiếc cúp thì cúp gì đây chị ơi? Cúp này nó gọi là 82, 84 vậy đó em. Dạ. Yeah. Mẫu này thì cửa hàng cũng để cho anh chị em mình giá là 15 năm. Có đề. Mẫu này là mẫu xe cổ cả nhà nha. Đồ đạc còn zin gần như hết cho xe luôn á. Yeah. Máy êm ru ru ru, dòng này có đề. Giá 15 năm, biển số của nó là 51-08-16 tại xe máy Tuyền bên Cát Tiền Dương nha. Dạ rồi. Còn rồi, kế bên đây anh chị em thích xe cổ đây nè. Đấy, cổ nó mấy dòng này thì chắc thuộc về cho phù hợp cho những cái cô chú mình lớn tuổi á. Dạ. Đó thì mình sử dụng xe 50, xe cổ mẫu dòng xe CD50 hàng của Bentley nhá. Dạ. Đồ đạc zin hết theo xe. Đó, thì con này thì cửa hàng đang đi rút hồ sơ cho mình nên nó không có biển số. Thì anh chị là mua con này là giá cả hồ sơ cho mình là giá là 30 triệu đồng thôi nha. 30 triệu là mình đúng bao rồi, hồ sơ luôn chị đúng ha. Đúng rồi em, con này dạ là có hồ sơ này, con nào không có biển là cửa hàng đang rút hồ sơ. Dạ còn khách hàng muốn rút thì
Ngoài ra con nào em Hiền không đề cập đến này tức là chưa rút nhá. Yeah. Muốn thì cộng thêm phí cho em. Mỗi một con mà một giá khác nhau. Biển của nó thì có biển thấp, biển cao chứ không có biển nào giống biển nào cả nhà nhá. Rồi. Và biển nào hỗ trợ được thì cửa hàng sẽ hỗ trợ cho mình, phí mình trả trực tiếp cho bên hồ sơ được em. Rồi kế bên đây là phục vụ anh chị em mình xe 6-7 dọn nguyên con, dọn đẹp nhá. Dọn mới. Đó, dọn mới tinh luôn. Kiếng cặp kiếng ria ngon lành cho mình, thùng đới đồ cho mình sẵn luôn, về chỉ có đi thôi. Không phải làm một cái gì hết mà giá chỉ có 17.400.000 đồng thôi này. 17.400.000. Đúng rồi. Rồi, ok, chạy 17.4. Em bên trong này xả lỗ cho anh chị em tiếp tục 18 triệu đồng được chưa cả nhà? 18. Rồi, con này anh chị em muốn lấy con này đi nha, 18 triệu đồng. Dạ, giá trước đây em giao tới 24 triệu cả nhà, anh chị nào coi mà mẫu cũ của mình là 24 triệu nhá. Nhưng con này xả lỗ cho anh chị em hôm nay còn đúng 18 triệu đồng thôi. Rồi, ok chị. Rồi, ok chưa? Anh chị là thích mẫu nào thì chụp lại mẫu xe em đi. Tiếp tục qua đây, đến với chiếc Acelo màu vàng chanh mọi người nha, vàng chanh đen ha. Đẹp lắm cả nhà ơi, mới lấy về xong này, mới lấy về nha, xe đẹp lắm từ dàn áo đến dàn chân. À, đồng hồ đồng rước là còn mới kén kim xăng không thiếu nha. Zin toàn tập luôn, đời 2015. Hiện tại nó mang biển số là 83B242768, giá là 10.200.000 đồng nha. 10.200. Đúng rồi. Rồi, tổng qua sạch sẽ liền lạc, mua về trả liền anh chị. Bên đây là một chiếc Ly 125 màu đen nhám, phiên bản đặc biệt ha, LED 2 tầng. Con này thì bữa nay để anh chị em mình là 25 năm nhá. 25 năm. 25 năm. Biển số của nó là 70B201353. Đó, xe đẹp, xe mới cả nhà nhá, rất là sang luôn. Chìa khóa thông minh. Và nước sơn cũng đẹp, dàn chân cũng đẹp, máy móc đồ đạc zin. Và bên trong đây thì cửa hàng đang có một con AB Thái. Con này Thái nguyên con nhá, và chính chủ ký quyền được cho mình được. Rồi. Đời 2010 đó. Dòng này biển số là 61B219555. Với mức giá tại cửa hàng em hôm nay để cho mình là 32 triệu đồng nhá. 32 triệu. Đúng rồi, AB Thái. Còn bên kia đó chị, cái chiếc màu AB đèn LED luôn đó. Con này thì màu xám đen này cả nhà này, biển số Bình Dương nhá, giá là 18 triệu đồng. 18 triệu. 18 triệu đồng cho cái con màu xám này giùm em. Chìa khóa thường. Và anh chị em muốn chìa khóa thông minh thì bước qua cái con màu bên trong cũng là màu xám đen. Và con này nó là sơn 3D nhá. 2019 chìa khóa thông minh. Và xe đẹp zin nguyên bản, giá tại cửa hàng em 22 năm. Rồi, em 2 năm bà con. Đúng nha. Đúng rồi. Rồi, qua đây mình đến với một cặp xe 50, đó là dòng Elegant. Elegant 50, con này thì còn mới lắm nè. Mua cho các em một sơn thì tuyệt vời. Tuyệt vời rồi. Nói chung là có chảy sức cho nhà ở chỗ đấy thì cửa hàng sẽ khắc phục lại cho mình chỗ đấy nha. Yeah. Mới lấy về xong. Còn xe là zin toàn tập từ đầu đến chân luôn. 2024 Euro mới chạy có 3.000 cây số cả nhà nha. Yeah. Giá 13.500.000. 13.500.000. Đúng rồi. Ok anh chị, biển số Gia Lai 81 nha. Còn bên đây chị cũng là Elegant đang nhám luôn nè, biển Đồng Nai 60. Đây là khách hàng muốn con này thì giá chỉ có 11 năm thôi. Đó cũng nha. Là Elegant FVM cả nhà nhá. 11 năm, xe mới, dòng xe này là 50. Rồi. Và cái bên là một cái chiếc Atacmos anh chị, con này phải nói là rất đẹp, cũng như là remote là còn đủ cả hai, với lại cái mã đồ mod là còn hết, khóa mở cốp là cũng còn luôn. Giá mình để sau đây. Con này thì không có chê chỗ nào cả nhà nhá. Chính chủ ký quyền được dòng 2020 hàng bỏ mẫu. Yeah. Đó, thì mẫu này bên em thì rẻ giá cho anh chị là mình 46.500.000. 46.500. Đó, tiền nào của đấy cả nhà nhá. Con này rất đẹp, đẹp từ con ốc đẹp đi, anh chị em cứ yên tâm. Đó. Yeah. Màu màu mã cũng đẹp và chính chủ ký quyền được cho mình con SHMO này cả nhà nhá. Dạ, 465 ha, biển số Bình Dương. Bên đây là một chiếc H gì đây chị? Con này là SH Ý đó em. Ý 12250 nhá. Con này form 207 á. Form 207 nhưng mà nó lên áo 2010 cho mình thôi. Dạ. Ờ. Nó lên cả chìa khóa thông minh cho mình luôn. Rồi. Xe đẹp. Và dòng này rất là ok luôn, con này thậm chí là chính chủ luôn nè, mà không biết là hồ sơ đang để đâu, chưa kiếm ra thôi. Đó, thì hiện tại biển số là 59M104583, giá là 66 triệu đồng con SH Ý này nha. Rồi, cái này chuẩn SH Ý nhưng mà đời thấp anh chị, lên form và áo đời 2010 đời cao á cho cái xe nó sang nó đẹp hơn nha. Biển số thành phố quận 11. Còn bên đây chị SH gì đây? Con này SH hàng 3 cục. Việt Nam 125 phân phối, dòng Ý hết cả nhà nha. Yeah. Và hai con này cửa hàng để đồng giá là 66 triệu một con. Mình mua trước mình thích mẫu nào ủng hộ mẹ mẫu đấy. Con này là nguyên bản của nó 125 cả nhà nha. Bảo số thành phố bà con nha. Đúng rồi. Rồi, bên kia là SH 300i chị ha. Con này 300i giá 27 năm, xả tiếp tục cho anh chị 27 năm. Yeah. Đó, chưa bằng một con Vita Tay Ga thường cả nhà nhá. Xe rất đẹp luôn, đó dọn lại nguyên con, dọn đẹp cực kỳ luôn. Yeah. Máy móc em ru, mọi chức năng đầy đủ, biển số là 3601 với mức giá chỉ có 27.500.000 một con SH hàng 300i cả nhà nha. Dạ rồi. Đây là bảng số này, bà con mình nhìn tổng quan sơ qua một cái nha. Rồi sau đó mình đến với cái hàng xe ở bên đây nè anh chị các bạn. Rồi đó. Rồi cả nhà nhìn thấy những trần xe nhà em này. Đấy, dòng zin đời mới của bạn nha. Zin chị, zin liên danh đó, đời mới nè. Zin đời mới này, con này mới 2023 này. Mới chạy được có 700 cây số thôi. Mới quá. À, chính chủ nha, ký quyền được. Con này rất là mới, len quen xe ben cho mình luôn. Rồi. Mà giá chỉ có 11 năm thôi các bác này, rẻ biết bao nhiêu tiền không? 11 năm rồi cả nhà nhá. Dạ. Mua được cửa hàng đã ký quyền cho mình ngay chóng gọn nhẹ luôn.
biển số là 61-02-415. Dạ. Rồi. William Pha này. William Pha nhá, đồ đặc zin cho xe, máy đã có làm rồi nha. Đồ đặc zin thôi mà xe liền lạc cứng cáp đẹp từ áo đến ốc tán, gần chân gần áo đẹp, biển số thành phố 52B47694. Yeah. Giá tại xe máy tiền hôm nay chỉ có 11 triệu đồng con này cả nhà nha. Dạ, khu vực gần đây miền bao ship hết cho mình luôn. Ưng món nào là cọc với hai em ship về cho mình nha. Okay, rồi okay. Mọi thắc mắc liên hệ với hai số điện thoại ở góc màn hình của em hiện tư vấn cụ thể cho anh chị em mình. Ưng là cọc với hàng em ship về 36 tỉnh thành cho mình luôn. Đây là chiếc Ly 125 nha, biển số Long An 62 anh chị. Con Ly này thì máy móc zin cả nhà nhá. Con này 2015 xe zin cả nhà nhá. Yeah. Biển số 562H1107477, dòng FB đầy cao, giá 15.500.000. Yeah. Okay, và các hàng muốn rẻ rẻ đến con này máy đã lắm cả nhà này. Đó, xe sạch sẽ đẹp đúng rồi. Con này mà giá chỉ có 8 triệu đồng thôi cả nhà nha. Đó, xe rất là đẹp mà máy thì thầm. Anh chị nào về mua con này máy cực kỳ là ngon luôn. 8 triệu đồng thôi nha. Yeah. Còn bên trong thì phục vụ cả nhà mình dòng xe của Ranut, hãng của Yamaha, chìa khóa thông minh, màu xanh trắng nhá. Xe này rất là đẹp và chính chủ ký quyền được mẫu 2020 mà biển số 61S179198. Yeah. Chính chủ ký quyền được mà hôm nay cửa hàng xe máy Tuyền để cho em 17 triệu đồng nhá. 17 triệu. Đúng rồi, chìa khóa thông minh và đời 2020. Ok chị. Đây, em quay bằng số phía sau lại hết cho bà con coi này ha. Rồi, sau đó bây rồi, giờ mình qua đây. Tiếp tục phục vụ anh chị em một con zin đời mới này. Yeah. Đó, khách hàng nếu mà đang tìm kiếm zin đời mới, xe đẹp, giá vừa vừa tiền mình lấy đồng này em. Ừ. Nó là hàng nhái Super Dream cả nhà nha. Yeah. Anh chị em nhìn ở trên live thật, nhìn qua là cứ hỏi lại ship Super Dream thiệt vậy đó. Y chang thôi nhưng mà nó không phải là hàng Honda cả nhà nha. Yeah. Hãng Honda Veda được em. Ừ. Rồi, mẫu này cửa hàng em để 11.3. 11.3. Đây 2023 luôn, giá 11.300.000, mang biển số 83 Sóc Trăng. Rồi, ok bà con. Bên đây mình có một cái chiếc xe rốc của hãng GBS. Hãng này là xuất phát từ Thái Lan. Và con này mang biển số của Bến Cát luôn, 61G1-94619. Phải dùng từ con này là đẹp xuất sắc luôn á anh chị, không có điểm chê luôn á, mới tin nè. Rất là mới luôn, mà máy bật lên êm ru, không nghe một tiếng kêu được cả nhà. Mẫu bật đèn lên cũng rất là sang đẹp. Mẫu mới nữa thiết kế, nhìn anh chị em thấy không? Nhìn là mắt mắt rồi. Con này thì thiếu thùng bỏ vào thôi. Giá là 20.800.000, chính chủ ký quyền được nha. 20.800 bà con ha. Rồi. Còn qua cái bên đi chị, cái chiếc này là chiếc Super Dream luôn nè. Super Dream, con này dọn nguyên con cả nhà nhá, dọn đồ zin cho mình. Dọn đẹp, dọn mới luôn. Biển số là 38H79187. Đang phục vụ anh chị em mình với mức giá chỉ có 17.300.000 đồng. 17.3 nha. Đúng rồi, xe mới dọn rất là mới cả nhà nhá. Dạ. Và chỉ việc đi thôi. Giờ mình bỏ tiền thì mua đồ này về dọn cũng gần như tương đương mình mua cái xe này đó. Dọn rất là mới và đồ mới cho mình, từ đầu đến chân, ốc tán cũng vậy luôn. Bên đây mình có một cặp City rất đẹp anh chị. Cặp City này, đấy, con City này cũng dọn cho mình, dọn đẹp chưa? Dọn mới tinh từ đầu đến chân, dọn từ gốc dọn đi cho mình mà giá chỉ có 13 triệu đồng xả trên kem luôn đó. 13 triệu đồng thôi. Đó, còn chị thích mẫu này thì giá 12 triệu đồng. Đó, dòng này là để nguyên con cho mình nhá. Kéo hàng thì mấy cái dòng này nó vô địch rồi. Để em quay bảng số lại cho bà con. Biển số là 60 đồng này hết cả nhà nha. Đây chị, tổng quà phía sau nè, bà con mình cứ alo và cho chị chủ ha, để sao hỗ trợ anh em mình quay rõ ràng hơn nữa nha. Rồi, cho chị mình qua đây đi chị ha, một cái chiếc Vision, con này đời nào đây chị? Vision này 2016 em ơi, 2016 mà xe còn zin cả nhà nhá. Đẹp lắm, nói chung là với cái giá này cũng ok, là 16 triệu đồng thôi. Nước sơn còn rất là đẹp, màu đỏ đô nhá, máy móc zin từ đầu đến chân cho mình. Mang biển số là 66 Đồng Tháp 38768. Rồi. 86 là giá hôm nay để cho em 16 triệu đồng thôi nha. 16 triệu đồng. Đúng rồi. Rồi, ok bà con nha. Bên đây đi chị, chiếc Vision bên đây là form đời mới, bản cao cấp, khóa mắt cây, biển số Bình Phước 93B1-39223 nè chị. Con này thì khó chê chỗ nào rồi. Con này thì nói chung là tuyệt vời cả nhà nha. Mới chạy có hơn 10.000 cây số thôi. Giá là 24.500.000 đồng, không bớt cả nhà nha. Yeah, rất là đẹp và cứng cáp cho mình luôn. Rồi, nhất là nhiều giá mình nhiều tiền thì mua xe cứng và mua vừa vừa thì em cũng có giá vừa vừa cho mình lựa chọn này. Yeah. À, con này thì giá chỉ có 17 năm mà 2018 nhá. 2018 máy móc zin, nước sơn 3D, xe đều đẹp, biển số Long An, giá chỉ có 17.500.000 thôi. 17.500. Đúng rồi. Rồi. Bên kia là một cái chiếc Basic, cái này là lên khóa mắt cây rồi chị ha. Con này là Basic 2016 mắc cây này. Yeah. Đó, con này thì dòng này chạy tuyệt vời cả nhà nhá. Biển số Đồng Nai. Đúng rồi, chất xe là đồ đặc zin cho xe, màu đỏ đô. Biển số là 60C173277. Và giá 28 triệu đồng cả nhà nhá. 28 triệu. Tiếng bọng đồ zin còn theo xe hết trơn luôn á. Dạ rồi. Còn khách hàng muốn cái con bên trong thì chính chủ ký quyền được, giá là 248. 248 nhá. Basic đã màu đen. Yeah. Biển số là 61D14-7899. Con này là chính chủ ký quyền được màu đen giùm em nha. Rồi, ok. Rồi, mình thích mẫu nào chụp lại mẫu xe với kết bạn Zalo giùm em đi ạ. Rồi,
Ok nha, giờ chắc mình quay chiếc quay màu đỏ bên dưới luôn hả chị? Quay màu đỏ này là dòng xe 2016 này. 2016 hàng bảo mẫu nha. Dạ. Đó, hàng bảo mẫu, máy móc thì nói chung là xe zin hết. Dạ. Xe zin dòng đấy thì mẫu 100 á, cửa hàng xe máy tiền còn có một con duy nhất thôi, mẫu 100. Giá giờ mình lấy nhiêu đây chị? Giá hôm nay là 13 triệu 300 đồng nhá. 13 triệu 300 nghìn. Đúng rồi, con này đến 3 biển số của nó là 61D1 này. Dạ. 70972. Ừ. Rồi. Anh chị nào muốn quay 110 cái hàng có luôn, về rất nhiều mẫu quay 110 cho mình tham khảo nhá. Dạ. Con bên trong này đời 2021 này. Ừ. Đấy, biển số là 93B1, giá dạ. 13 năm giùm em nhá. 13 năm. 13 năm xe zin xe đẹp luôn á. Rồi, ok chị. Và anh chị nào muốn con bên trong này cũng là màu đen này. Con này là biển số 18B1 95277. Dạ. Cũng là xe zin từ đầu đến chân luôn. Giá hôm nay cửa hàng để 10 triệu 900 đồng nhá. Máy mẫu này á, nó bền, nó tiết kiệm xăng. Bà con em mình mua đi làm là phải là tuyệt vời luôn. Rồi, còn anh chị nói đấy, con này thì đẹp này, con này 2022 đấy này. Biển số Cần Thơ nhá. Đấy, xe rất là mới và đều đẹp, đồ zin toàn tập từ đầu đến chân. Giá con này là 137 cho mấy em. Dạ 13 triệu 7 nha anh chị ha. Rồi ok chị. Còn có màu trắng thì đời nào? Màu trắng 12 triệu đây em. Con này 2018, 2019 đây nè. Dạ. À, con này thì 2019 nha cả nhà nhá. Dạ. Biển số là 68S137772. Dạ. Giá 12 triệu đồng thôi. 12 triệu. Đấy, trên thích lấy con màu trắng là 12 triệu đồng nhá. Rồi. Tất cả là máy móc zin và đồ đạc theo xe, dòng này góp không cần trả trước bất cứ người nào đâu. Dạ rồi. Thì cứ lên hồ sơ đậu là dắt xe về cho em nhá. Dạ. Rồi, qua đây mình sẽ có một cái chiếc rim lùn 110 anh chị. Mẫu này là mẫu cuối cùng của dòng xe rim rồi, và con này biển số Đồng Nai 60C221550. Con này thì máy móc zin luôn, xe đẹp đời 2014 cả nhà nhá. Yeah. Cứng khừ luôn, dòng này leo đồ ra núi chở hàng thì tuyệt vời. Yeah. Không phải chê đâu, và giá chỉ có 13,9 thôi. 13 triệu 9. Đúng rồi. Rồi, còn bên đây là chiếc City luôn hả chị? Dòng này City dọn lên rim nhá. Yeah. Màu đỏ dọn lên rất là đẹp luôn cả nhà đâu. Dọn mới len keng luôn, máy thì thầm êm ru. Ừ. Mọi chức năng không thiếu, mang biển số thành phố 508823. Giá yeah. là 11 triệu 500 đồng trong buổi live hôm nay nhá. Rồi, ok chị. Một chiếc quay rất ít anh chị nha. Con này phiên bản này là đời mình xăng con, chưa có FI. Con này biển số Bình Thạnh 59X2 42315. Con này mình để sao đây? Rồi, con này hôm nay để anh chị em 10 triệu 500 đồng đi. Phiên bản là bánh căm thắng để anh chị. 10 triệu 500 đồng nha. 2016 500. Máy móc zin và xe còn đều đẹp. Dạ. Đó, anh chị em thích mẫu nào thì báo em. Còn hãy càng muốn dòng FI mà đời cao, bánh mâm thắng đĩa thì anh chị em ngắm nghía con này giùm em. Màu xanh đá nhá. Ừ. Xe đẹp, biển số 68, có chứng minh của chủ xe đầy đủ. Yeah. 60124 với mức giá 15 triệu 500 đồng. 15 triệu 500. Đúng rồi. Rồi, ok bà con nha. Quay đây là quay ZX hay là mình lên chị ha? Đây là ZX, hai con ZX luôn được nha. Chuẩn ZX luôn. Đúng rồi, đây là chuẩn ZX này. Nó chỉ vô cho mình cái bô 110. Nói chung có vô thêm mấy cái đồ của 110 thôi nha. Yeah. Còn máy móc gọi là êm ru, ngoài chức năng đầy đủ cho anh chị em mình luôn. Và giá hôm nay thì cửa hàng cũng để cho anh chị em mình giá 26 triệu đồng. 26 triệu. Đúng rồi, 26 triệu đồng con này rất đẹp cả nhà nha. Máy thì thầm luôn. Cái giá này là không biết đầu nồi là có bung mở rất gì chưa chị ha? Con này là rất cái đầu. Còn dạ, tất cả đồ đạc zin cho xe nha. Dạ. Đúng rồi, máy nữa thì chưa làm luôn. Rồi. Còn bên kia chị. Con này thì máy zin này. Máy zin. Con này là máy zin nhá, và là dọn lại cho mình toàn bộ ở phía bên ngoài. Dạ. À, giá hôm nay thì cửa hàng cũng để con này là 19 triệu 800 đồng. 19 triệu 8. 19 8 nhá, con này là xe máy zin. Anh chị thích thì lấy con này cho em. Đó. Nhiều con, mỗi con một giá. Con này thì nó mang biển số của nó là 16L67904, còn đang 4 số cả nhà nha. Rồi. Tất cả được bảo hành về phần máy móc, mọi chức năng đầy đủ. Rồi, các anh chị em thích mẫu nào chụp lại mẫu xem với kết bạn Zalo mình tư vấn cụ thể cho mình luôn. Rồi, muốn okay, góp thì alo trực tiếp từ em nha. Rồi, đây đó. Cửa số đó bà con cứ liên hệ cửa hàng. Giờ chị em mình xuống đây có chiếc Future 2 cũng ok lắm nè. Con này thì hai con này thì trên này đẹp lắm. Nó chủ dọn lại nguyên con mà dọn đẹp, máy dòng này rất êm cả nhà này. Yeah. Máy thì thầm êm ru rù rù luôn. Ừ. Đó, bánh cam thắng đĩa nhá. Yeah, giá 12,9 đi. 12 triệu 900 đồng thôi cả nhà nhé. Ok chị, 12 triệu 9. Rồi, còn mình sẽ qua cái bên là chiếc Sirius FI, phiên bản là bánh mâm và là thắng đĩa anh chị nha. Mẫu này phải nói là chạy nó mượt với lại nó rất là tiết kiệm xăng luôn. Đây chị đang muốn con này giá chỉ có 8 triệu đồng thôi nè. 8 triệu à? 8 triệu đồng thôi cả nhà nhé. Con này giá ok luôn. Này bánh mâm thắng đĩa mà 8 triệu đồng thôi. Rồi, ok bà con. Đó. Ha. Và đây là chiếc Sirius FI tiếp theo, form đời mới. Con này thì form đời mới mà xe đẹp hơn thì giá là 12 năm nhá. Dạ 12 năm. 12 năm. Biển số là 69D157652. Dạ. À, 50. Giá 12 triệu 500 đồng. Con này là xe zin toàn tập, còn hai chìa khóa còn nguyên nhá. Rồi, ok chị. Rồi, bên đây là mẫu xe của full neo kim này, neo kim mà ốp Thái, ốp Vây Thái cho mình nhá. Dạ. Ốp đẹp luôn á, ốp rất là mới, chuẩn cho mình luôn. Lên kiểu máy rất là chất. Đó, nhìn sang chưa? Màu xanh. Và biển số con này là 52S11581. Dạ. Còn đang 19 triệu 800 đồng nhá. 19 triệu 800. 18 thôi.
Đẹp anh chị nha, coi này đẹp lắm. Anh em nào mà thích cái phong cách này mình mua về luôn, khỏi cần phải tốn tiền dọn nữa chị. Nhưng tiền dọn không lắm. Là khách chủ chia sẻ lại là hết mười mấy triệu con này luôn à. Yeah. Chưa kể tiền mua xác. Thì anh chị em mình thích mẫu này mình mua về khỏi dọn, chứ giờ mình mua cái xác rất là xấu về mình dọn ra bèo nhất cũng phải mười mấy triệu mới mua được con này. Yeah. Đó, mắc gì người ta dọn sẵn rồi, đi người ta kẹt tiền ta mới bán thôi. Rồi. Máy thì khỏi chê cả nhà nhá. Mới dọn xong máy êm lắm. Và đây là một chiếc future mập nha. Con này xăng cơ HFI đây chị. Con này là bình xăng con. Bình xăng con nhá. Rồi con này thì xe đẹp, con này là đồ đạc còn zin theo xe. Biên bản màu đỏ đen. Đấy, yeah. Con này mang biển số của nó là 62 Long An 28693 và giá 13.400.000 đồng nha. 13.400. Đúng rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình xuống bên dưới. Mình đến với chiếc Suviva hả chị? Suviva nha, con này đẹp lắm này. Đây cô chú nào mà kiếm Suviva mình không thể bỏ qua con này được nhá. Dạ đẹp. Nó đẹp lắm cả nhà ơi. Máy móc là còn zin luôn á. Ốc tán là sáng ngời, không có một điểm gì để chê luôn thôi. Rồi. Tổng thể xe thì rất là đẹp. Rồi giá là 17.800.000 đồng. 17.800. Đúng ha. Rồi, máy móc zin và xe đẹp cả nhà nhá. Xe đẹp thì nó phải có cái giá của đúng xe rồi. Đẹp anh chị nha. À, phía ngoài cái hàng có con 6.3 có luôn nhá. Dạ rồi. Đó như này là anh chị em mình thừa biết là cái chất xe nó làm sao thì tiền nó đẹp là xe phải đẹp rồi. Rồi đây. Đây và bên trong là full X cho mình luôn. Neo X nhá. Future X phiên bản mâm đĩa luôn. Cái này là FI hả chị? Đúng rồi, con này FI em. FI bánh bơm thắng đĩa nhá. Chất xe mình thấy không? Đẹp lắm. Nói chung rất đẹp, máy thì thầm, mọi chức năng đầy đủ. Yeah. Có chứng minh của chủ xe đầy đủ của nó nhá. Biển số là 70S3 AS1 này. Yeah. 33219. Yeah. Dòng này FI và 2010. Máy móc ok là đẹp hết nhá. Yeah. Giá hôm nay là 30 triệu đồng. Trời, 30 triệu đồng có màu trắng rồi 30 triệu. Đúng rồi. Còn khách hàng muốn bình xăng con máy zin thì qua con này thì em mà giá đây, chỉ có 19 triệu 300 đồng thôi. Cầm đĩa nha. 193 cả nhà nhá. Yeah. 19 triệu 3 thôi. Mẫu future này á, máy móc là chạy rất là ngon anh chị nha. Anh chị mình cứ nghiên cứu qua. Còn bên đây con màu đỏ thì như thế nào đây chị? Con màu đỏ này cửa hàng để cho mình 22 triệu đồng. 22 triệu. 200 triệu đồng. Con này cũng là bình xăng con mà nó ốp áo gì cả nhà nhá. Dạ, xăng cơ. Đó, thôi. Máy móc là êm và zin đồ đạc theo xe luôn. Dạ. Biển số là 60Y57109, giá là 12 triệu đồng. 22 triệu đồng cả nhà nhá. Đó, tất cả các mẫu xe cửa hàng đã quay và báo giá chi tiết cho anh chị em mình rồi. Dạ. Đấy, vui lòng ưng được mẫu nào chụp lại mẫu xe thì em mà kết bạn Zalo với Đức Tuyền đi ạ. Rồi. Camera quay qua tổng quan những cái mẫu xe tại bên cửa hàng xe máy Đức Tuyền lại cho bà con chị anh em trên kênh mình theo dõi nha. Anh chị các bạn nào mà quan tâm mẫu nào thì trong quá trình quay á, em đều có đọc biển số hoặc là đã quay bằng số rồi, thì anh chị mình cứ gọi về cửa hàng rồi nhắc tên xe, nhắc biển số hoặc chụp màn hình gửi về đó, chị sẽ tư vấn bà con mình rõ ràng hơn. Còn giờ cũng nhờ chị chủ mình nhắc lại những thông tin cơ bản bên cửa hàng nha chị. Rồi, ok. Rồi, cũng xin chúc tiên thì cũng cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn mình đã vào like theo dõi ủng hộ cho em Hiền trong quá trình cửa hàng quay cập nhật những mẫu xe cho mình tham khảo. Thì mong rằng anh chị em thiện chí được mẫu nào thì nhớ chụp lại mẫu xe nhá. Và kết bạn Zalo với xe máy tiền đi và 0396140836 và 0336069 là hai số đấy để anh chị em liên lạc và kết bạn Zalo giùm em để mình tư vấn cụ thể hơn. Yeah. Mẫu nào thì nhớ là khách hàng đến được cửa hàng để tham khảo mua sắm cho em tại cửa hàng thì vui lòng là 87/5 Tân Định bên Cát Bình Dương. Và khách hàng ở xa quá thì vui lòng cọc lại miền ship về cho mình. 36 tỉnh thành cửa hàng em ship luôn nên khách hàng cứ yên tâm ở nhà bấm like theo dõi đi. Là cửa hàng em sẽ cọc và cửa hàng em sẽ ship về cho mình. Không phải lăn tăn về vấn đề sợ mất tiền cọc hay mất vấn đề gì hết nhá. Em quay trên like cho mình làm sao y chang ở ngoài cũng vậy thôi. Và còn cảm thấy chưa hài lòng được kết bạn Zalo, em gửi mẫu cho mình ngắm nghĩ lại thoải mái mà. Thì mình xuống tiền mình cọc em hiền ship về nhanh chóng, muốn ship liền cửa hàng em ship liền, muốn để lại 5 3 ngày 10 ngày em hiền chờ luôn. Nhưng mà quan trọng nhất anh chị em việc cọc nhá. Em hiền cứ chờ được. Rồi thì em hiền cũng xin cảm ơn rất nhiều, chúc toàn thể chị em mình luôn bình an, luôn luôn vui vẻ và luôn gặp sự may mắn và tiếp tục ủng hộ cho cửa hàng xe máy tiền tiếp tục vào mỗi ngày cả nhà nhá. Xin cảm ơn rất nhiều luôn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm dõi video nha. Hai chị em xin chào mọi người. Rồi xin chào anh chị em nhá.